3. Quán hành tức Phật. Quán hành tức là quán sát sở tu hành tất cả các pháp thật tướng. Dùng sức quán chiếu để tu hành thì mới có thể thành Phật. Có bài kệ rằng, niệm niệm chiếu thường lý, tầm tầm tứ huyễn trần, biến quán các pháp tánh, vô tích diệt vô chân. Nghĩa là niệm niệm luôn luôn chuyên nhất dùng niệm để quán chiếu. Chuyên nhất là gì? Chuyên nhất quán chiếu lý chân thường. Tầm tầm niệm niệm đều trừ sạch vọng tưởng, tiêu trừ hư huyễn trần cấu, lúc đó chân tâm sẽ hiện ra. Tại sao chúng ta chẳng khế hợp với trần tầm vốn có? Vì cứ khởi vọng tưởng nhiều cho nên mộng huyễn bọt ảnh xương điện, sáu thứ đó đều hiện ra, cho nên phải dứt huyễn trần, khắp quán sát các pháp thật tướng, để khỏi những thứ giả dối đó, thì càng lìa khỏi cái trần thật này. Có chân thì có giả thì có chân, vô giả vô chân thì đến được cảnh giới không tịch, cho nên thấy tất cả các pháp đều là không tịch. 4. Tương tự tức Phật. Tương tự tức là có chút tiền tức muốn thành Phật, nhưng chưa thành Phật, chỉ là tương tự. Tương tự lại giống như đập sắt, tuy trở thành đồ dùng, nhưng bổn thân nó là nóng, có độ nóng thì sẽ có cơ hội thành đồ dùng. Có bài kệ rằng, bốn trụ tùy ngã trước, sáu trần chưa sạch không, trong mắt vì có màng, trong không thấy hoa hồng. Bốn trụ tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, kiến tư hoặc, bốn thứ. Trụ ở tại mê hoặc, ngã tức là chẳng có chướng ngại, tuy nhiên phá cửa ải mà thông qua, nhưng sáu trần chưa có sạch không. Giống như con mắt có ma bệnh, thấy trong không có hoa vàng hoặc hoa đỏ. Cảnh giới này vẫn chưa cứu kính, bất quá là đắc được chút tiền tức tốt mà thôi, vẫn chưa đạt đến chỗ cùng cực. 5. Phần chứng tức Phật. Phần chứng tức là phá phần vô minh thì chứng phần pháp thân, tức cũng là phá phần vô minh 41 phẩm mà thấy phần pháp tánh, chứng được 41 quả vị Bồ Tát. 6. Cứu kính tức Phật, tức là chân chánh thành Phật, tức cũng là phá được 42 phẩm vô minh, đến được địa vị diệu giác, chứng được trí huệ viên mãn cứu kính. Có bài kệ rằng, xưa nay thật là vọng, hôm nay vọng là thật, từ vô thỉ đến bây giờ bỏ thật theo giả, bỏ sắc hợp trần, từ thật khởi vọng, do đó một niệm không giác sinh tàm tế, trước trụ cảnh giới lớn lục thô. Hiện tại mới biết vọng là thật, trở về nguồn cội, biết mê về với giác ngộ, bỏ trần hợp giác, trở về địa vị vốn có, cho nên vọng cũng là thật, trở về với Phật tánh tự có. Chẳng có pháp đặc biệt xảo diệu, tự tánh vốn đầy đủ Phật tánh, tất cả thành tựu Phật vốn có của mình, chứ chẳng phải Phật từ bên ngoài đến. Kiến hoặc là đối cảnh khởi tham ái, thấy cảnh giới liền sanh tâm tham và tâm ái. Một khi thấy cảnh giới thì chẳng minh bạch, bị sở thấy mê hoặc, thấy tức là mắt thấy, đều là cảnh giới bên ngoài. Ví như thấy quảng cáo phim trên rạp chiếu phim, hôm nay ở rạp chiếu phim gì đó, sau khi bạn xem quảng cáo rồi, bạn nghĩ tôi phải đi xem cho được, đó là bị cảnh giới chuyển. Xem phim rồi lại chẳng muốn đi, muốn xem tiếp phim nữa, thậm chí 3-4 phim, đó tức là bị mê hoặc, tham ái bộ phim đó, đó tức là kiến hoặc. Tư hoặc tức là mê lý khởi phân biệt, tức cũng là hoặc trong tư tưởng, trong tâm suy nghĩ tỉ mỉ, suy nghĩ gì, suy nghĩ đạo lý, càng nghĩ càng không minh bạch, càng không minh bạch càng suy nghĩ, nghĩ đến đầu hôn não mê, cơm không ăn, trà không uống, quên hết tất cả, mê nơi đạo lý, thì sinh phân biệt, đây là đúng hay không đúng, đây là đen hay trắng, thị phi chẳng rõ, thiện ác chẳng biết, mà nhập vào tam muội mê hoặc, đây chẳng phải là chánh định, dùng tâm vọng để suy nghĩ, cho nên bị mê. Người tu đạo nếu đoạn được tam giới 88 phẩm kiến hoặc, thì chứng được sơ quả A-la-hán, nếu đoạn được dục giới 6 phẩm tư hoặc trước, thì chứng được nhị quả A-la-hán, nếu đoạn được dục giới 3 phẩm tư hoặc sau, thì chứng được tam quả A-la-hán, nếu đoạn sạch tam giới 81 phẩm tư hoặc, thì chứng được tứ quả A-la-hán. Đây là hàng tiểu thừa tu hành từng bước mà chứng được quả vị. Hàng đại thừa có thể từ sơ phát tâm Bồ Đề mà chứng được giác vị, tức cũng là từ sơ vị thập tín, liền thẳng đến đẳng giác vị. Phật chẳng thế gian uẩn,
Pháp sinh tử, xứ giới, số pháp không thể thành, nên hiểu nhân sư tử. Sau khi Phật thành Phật rồi, đối với năm uẩn thế gian đã không vượt qua pháp năm uẩn. Pháp sinh tử trong 18 giới và 12 xứ, số pháp không thể thành, cho nên gọi là Phật. Không thể ở trong pháp có đủ thứ số để nghiên cứu cảnh giới của chư Phật, cho nên hiệu là nhân sư tử. Sư tử trong loài người, vượt ngoài chúng sinh trong chín pháp giới. Phật tánh vốn vắng lặng, trong ngoài đều giải thoát, lìa tất cả vọng niệm, pháp vô đẳng như vậy. Phật tánh vốn thanh tịnh không tịch, tâm bên trong thân bên ngoài, chẳng có chấp trước, tức cũng là chẳng có ngã chấp, cũng chẳng có pháp chấp, hai chấp đều không, cho nên bên trong quán tâm không có tâm, bên ngoài quán cảnh không có cảnh. Quán tâm vô tâm thì tâm đắc được giải thoát, quán cảnh vô cảnh thì cảnh đắc được giải thoát. Phật liệt khỏi tất cả vọng tưởng và tất cả tâm niệm, chúng ta chúng sinh lấy vọng làm thật. Nhưng chư Phật chẳng còn chân vọng tồn tại, cho nên lìa khỏi con đường lời lẽ, chỗ tâm sở hành cũng chẳng có. Phật đắc được pháp vô đẳng, tức là như thế. Thể tánh thường không động, không ta không đến đi, mà giác ngộ thế gian vô biên đều điều phục. Thể tánh của Phật như như bất động, liễu liễu thường minh, vì không tịch cho nên không động, Phật vốn chẳng còn cái ta, tức nhiên vô ngã, thì chẳng có đến cũng chẳng có đi, không đến không đi, không sinh không diệt. Phật dùng pháp vô vi để giác ngộ tất cả thế gian, khiến cho chúng sinh thế gian từ trong mộng tỉnh dậy. Hết thảy vô biên chúng sinh đều hoàn toàn bị điều phục mà phát tâm bồ đề, tương lai sẽ thành tựu vô thượng đạo. Phật thường quán tịch diệt, một tướng chẳng có hai, tâm Phật chẳng tăng giảm, hiện vô lượng thần lực. Phật luôn luôn quán sát tướng tịch diệt, tướng này chỉ có một, tuyệt đối chẳng có hai. Tâm của Phật không tăng không giảm, tuy không tăng không giảm, nhưng ở trong cảnh giới tịch diệt, Phật vẫn hiện ra vô lượng thần lực để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đề. Người học Phật tu đạo, nếu không phát tâm bồ đề thì không thể đắc được quả vị vô thượng, giống như cây nở hoa mà chẳng kết trái thật, chẳng có ích lợi gì cả. Không làm các chúng sinh nghiệp báo nhân duyên hành mà thấu rõ vô ngại, phát hiện thệ như vậy. Chúng sinh có đủ thứ nhân duyên, có đủ thứ hành vi tạo nghiệp thọ báo. Phật chẳng có tình hình như vậy, song Phật thấu rõ cảnh giới đó. Phật chẳng động đạo tràng mà chu khắp pháp giới, quán sát nghiệp quả báo ứng của chúng sinh để giáo hóa chúng sinh. Pháp của đấng thiện thệ Phật là như thế. Đủ thứ các chúng sinh lưu truyền trong mười phương, Như Lai chẳng phân biệt, độ thoát vô biên loài. Hết thảy tất cả chúng sinh ở trong luân hồi, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, trôi đi trôi lại, mới cho đến mười phương thế giới. Phật chẳng có phân biệt, chẳng phải nói chúng sinh ở phương này ta giáo hóa, còn chúng sinh phương khác ta chẳng độ. Phật chẳng có tâm phân biệt như vậy, bất cứ là chúng sinh có duyên hay vô duyên, Phật đều xem như nhau, chẳng phân biệt đó đây, đều dùng pháp môn phương tiện để độ vô biên loại chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Chư Phật sắc vàng thật, chẳng có khắp các cõi, tùy tâm chúng sinh thích, vì nói pháp tịch diệt. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều có tướng tốt trang nghiêm sắc vàng thật, tùy Phật chẳng có hình tướng, nhưng khắp thị hiện trong tam giới 25 cõi, chẳng màng loài nào, Phật đều đi giáo hóa chúng sinh. Dùng chẳng có mà hiện cảnh giới có, tùy thuận tâm chúng sinh ưa thích mà vì họ nói pháp tịch diệt, thanh tịnh vô vi, tức cũng là pháp thường lạc ngã tịnh. Bấy giờ quang minh vượt qua ngàn thế giới, chiếu khắp phương đông 10.000 thế giới, phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Trong mỗi thế giới đó đều có trăm ước cõi diêm phủ đề, cho đến trăm ước trời sắc cứu kính, hết thảy đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi diêm phủ đề đó đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát, những số hạt bụi 10 cõi Phật đều cùng vây quanh. Do nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng đi đến chốn Phật. Các đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Phần Thủ Sư Lợi vân vân, đến từ thế giới kim sắc vân vân, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là bất động trí Như Lai vân vân.
Lúc đó, quang minh từ dưới chân của Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra, vượt qua ngàn thế giới, chiếu khắp phương Đông 10.000 thế giới, ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, và bốn hướng trên dưới 6 phương cũng lại như thế. Ở mỗi thế giới trong 10 phương đều có trảm ước cõi Diêm Phù Đề cho đến trảm ước cõi trời Sắc Cứu Kính. Hết thảy thế giới đều hoàn toàn hiện ra trong đó. Ở trong mỗi cõi Diêm Phù Đề đều thấy có Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật đến vây quanh Phật. Nhờ thần thông lực của Phật cho nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Các vị Đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, vân vân, đến từ thế giới Kim Sắc, vân vân, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai, vân vân. Bấy giờ, tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: Lúc đó, khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi ở chỗ Đức Phật cùng lúc phát ra tiếng nói ra bài kệ dưới đây. Bài kệ này là đối với Bồ Tát mà nói: Phát khởi tâm đại bi, cứu hộ các chúng sinh, ra hẳn chúng trời người, nghiệp như vậy nên làm. Tâm đại bi là gì? Tức là ban vui cho tất cả chúng sinh, cứu tất cả khổ của chúng sinh. Phát khởi tâm đại bi thì sẽ sinh ra tư tưởng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, cùng ở với chúng sinh chẳng phân biệt đó đây. Tôi thường nói với quý vị, thật nhận lỗi của mình, đừng nói lỗi của người, lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Bạn luôn luôn nhận thức lỗi của mình thì sẽ không phê bình thị phi của người khác, càng không bình luận lỗi của người khác, xem lỗi của người khác coi như lỗi của mình, nhận rằng đồng một thể đó tức là tâm đại bi. Nếu xem tất cả chúng sinh đồng một thể thì sẽ cứu hộ tất cả chúng sinh vĩnh viễn ra khỏi tam giới. Nghiệp thiện như vậy hãy nên làm, đức nghiệp như vậy hãy nên làm, đạo nghiệp như vậy hãy nên làm. Ý thường tin ưa Phật, tâm đạo không thối truyền, gần gũi các Như Lai, nghiệp như vậy nên làm. Trong ý niệm phải luôn luôn tin ưa Phật, bất cứ lúc nào, đối với tâm tu đạo không thể thối truyền. Về hành Bồ Tát đạo thì tin ưa Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật thì tâm họ vĩnh viễn không thối truyền. Đạo nghiệp gần gũi 10 phương ba đời chư Phật như vậy hãy nên làm. Chí ưa cổng Đức Phật, tâm họ vĩnh không lùi, trụ nơi huệ thanh lương, nghiệp như vậy nên làm. Chí tại thánh hiền thì có thể làm thánh hiền, chí tại hào kiệt thì có thể làm hào kiệt, chí tại công đức Phật thì sẽ có công đức Phật. Do đó có câu, người có chí thì sự tất thành, chỉ cần có chí nguyện thì tương lai nhất định sẽ thành tựu. Công đức Phật là gì? Tức là tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha. Tự giác viên mãn thì có trí huệ, giác tha viên mãn thì có công đức. Mình đắc được lợi ích của Pháp thì cũng dạy người, đắc được lợi ích của Pháp tức cũng là giảng kinh thuyết Pháp. Mình đắc được giải thoát thì cũng dạy người đắc được giải thoát, đây là công đức Phật. Chí của chúng ta tại công đức tu hành của Phật Bồ Tát thì phải y chiếu hạnh môn tu hành của Phật Bồ Tát tu trong quá khứ mới có thể thành tựu công đức của Phật Bồ Tát. Điều kiện căn bản học Phật Pháp tức là tâm vĩnh viễn không thối truyền, phải có tinh thần kiên nhẫn, dũng mãnh hướng về trước, dù bất cứ giá nào cũng không lùi bước. Như thế thì mới trụ ở huệ thanh lương, chẳng có nhiệt phiền não. Do đó có câu, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Việc chẳng hợp với lễ nghĩa thì đừng phan duyên, thiện nghiệp như vậy hãy nên làm. Trong tất cả oai nghi, thường nhớ công đức Phật, ngày đêm không gián đoạn, nghiệp như vậy nên làm. Bốn đại oai nghi đi đứng nằm ngồi đều phải giữ quy củ, không thể mất oai nghi. Do đó có câu, hành như phong, tọa như trung, lập như tùng, ngoại như cung. Trong bốn đại oai nghi thường nhớ công đức Phật, ngày đêm sáu thời không thể gián đoạn, hạnh nghiệp như vậy hãy nên làm. Công đức của Phật phải tìm lâu dài, phải ưa thích lâu dài. Nếu muốn biết công đức Phật thì chẳng phải là việc dễ dàng. Trong kinh này có nói, tâm niệm nhiều như hạt bụi, cõi nước có thể đếm biết được,
nước trong biển cả uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Việc không thể đều có thể làm được, nhưng không thể biết được công đức của Phật có bao nhiêu. Quán vô biên ba đời, học công đức Phật đó, tầm thường không nhàm mỏi, nghiệp như vậy nên làm. Ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Quán sát mười phương ba đời chư Phật, các ngài làm thế nào mà tu thành Phật, tức là không làm các điều ác, làm các điều thiện, không làm các điều ác thì có công đức, làm các điều lành thì có trí huệ, công đức và trí huệ viên mãn thì sẽ thành Phật. Chư Phật ban đầu nếu không tu hành thì hiện tại cũng giống như chúng ta, vẫn là phàm phu tục tử. Tại sao chư Phật thành Phật? Vì xin tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Do đó có câu: ba a tăng kỳ tu phước huệ, trăm ước kiếp trồng tướng tốt. Trải qua vô lượng kiếp tu phước tu huệ, công đức viên mãn mới thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân. Thuở xưa khi Phật hành Bồ Tát đạo thì xả mình vì người, vì pháp quên mình. Việc ác tuy nhỏ như hạt bụi cũng chẳng làm, việc thiện tuy nhỏ như hạt bụi cũng phải làm. Do đó có câu: không bỏ việc thiện nhỏ mà thành đại thiện, không làm việc ác nhỏ nên không đại ác. Công đức của Phật vô lượng vô biên, suốt thuở vị lai cũng nói không hết. Chúng ta tin Phật thì phải học Phật. Học Phật hành Bồ Tát đạo trong quá khứ chẳng sợ khổ, chẳng sợ gian nan. Tại sao? Vì Phật biết chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Cho nên Phật hay chịu khổ hay nhẫn khổ. Trong sự tu hành thì tu khổ hạnh người khác không thể tu được. Do đó có câu: khó tu mà tu được, khó hành mà hành được. Đây tức là công đức của Phật. Phật tu hành thì đều tổn mình lợi người, đối với mình chẳng có lợi mà đối với người thì có lợi. Vì vậy cho nên thành Phật, khi Phật tu lục độ vạn hạnh thì chẳng có tâm nhàm mỏi, chẳng có tâm thối chuyển. Chúng ta phải học tập tinh thần vô ý của Phật. Nếu học Phật Pháp mà khởi tâm nhàm mỏi thì không thể ra khỏi ba cõi. Nếu muốn ra khỏi sáu nẻo luân hồi thì đừng có tâm nhàm mỏi, thời khắc chẳng có tâm nhàm mỏi, khai ngộ ở tại giây phút. Song nếu tại thời gian một giây mà sinh tâm nhàm mỏi thì sẽ mất đi cơ hội khai ngộ. Như vậy thì công phu trước kia hết sạch, thật đáng sợ, cho nên mới nói: tất cả là khảo nghiệm, xem thử bạn làm gì, đối cảnh mà không biết, phải luyện lại từ đầu. Tức là đạo lý này, đạo nghiệp như vậy, đức nghiệp như vậy, hạnh nghiệp như vậy, phải chân thật mà đi làm. Chúng ta học đạo thì không thể tìm tiện nghi, phải cước đạp thật địa, giữ quy củ mà tu hành. Tu một tấc thì được công đức một tấc, tu một thước thì được công đức một thước, ngày dài tháng rộng thì sẽ tụ các thành tháp. Do đó có câu: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Đây là lời nói rất chí lý. Quán thân như thật tướng, tất cả đều tịch diệt, lìa ngã chẳng chấp ngã, nghiệp như vậy nên làm. Quan sát thân Phật thì không thể dùng pháp hữu vi để chắc lượng, vì thân Phật như thật tướng là tướng chân thật tức cũng chẳng có tướng, tuy vô tướng mà vô sở bất tướng, vũ trụ bao la vạn tượng đều là biểu hiện thật tướng, tuy là biểu hiện thật tướng nhưng tìm chẳng được bổn thể của thật tướng. Tại sao tìm chẳng được? Vì vô tướng. Vô tướng thì không sinh không diệt, không tăng không giảm, không dơ không sạch, quét tất cả pháp lìa hết thảy tướng, cho nên gọi thật tướng là vô tướng. Vì thật tướng vô tướng cho nên giấy tâm động niệm đều là pháp tịch diệt. Tịch diệt tức là không hình không tướng, liệt khỏi ngã tứ đại giả hòa hợp. Thân thể của chúng ta là do đất nước gió lửa bốn nguyên tố hợp thành, da thịt gân cốt thuộc về đất, hơi nóng thuộc về lửa, máu mủ mồ hôi nước tiểu thuộc về nước, hơi thở không khí thuộc về gió. Thân thể này là nhân duyên tinh trang huyết mẹ mà thành. Nếu phân tích kỹ thì do các nguyên tố hợp lại mà thành, căn bản chẳng có cái ngã tồn tại. Nếu để khỏi ngã thì chẳng có ngã chấp, cũng chẳng có ngã sở chấp, tức chẳng có pháp chấp. Ngã chấp cũng không, pháp chấp cũng không thì mới hợp với lý tịch diệt. Tu hành đạo nghiệp như vậy thì nên làm. Đẳng quán tâm chúng sinh, chẳng khởi các phân biệt, và trong cảnh chân thật, nghiệp như vậy nên làm. Bình đẳng quan sát tâm của tất cả chúng sinh, do đó có câu: mắt từ nhìn chúng sinh,
Nếu không có ngã, không có người, không chúng sinh, không thọ giả, bốn tướng này để quan sát tất cả chúng sinh, thì đều bình đẳng, càng không sinh khởi đủ thứ tầm phân biệt. Như thế thì vào trong cảnh giới chân thật, đạo nghiệp như vậy nên siêng tu, không thể giải đãi, không thể phóng dật. Quan sát vô biên giới, cấp uống tất cả biển, thần thông đại trí lực, nghiệp như vậy nên làm. Hoàn toàn quan sát vô biên thế giới, khắp uống sạch nước trong bốn biển, sức thần thông và trí huệ như thế đều rộng lớn vô biên, đạo nghiệp như vậy hãy nên làm. Tư duy các cõi nước, sắc với chẳng sắc tướng, tất cả đều biết được, nghiệp như vậy nên làm. Tư duy tất cả các cõi Phật, có hình tướng, có sắc tướng là hữu vi, chẳng có hình tướng, chẳng có sắc tướng là vô vi. Hình tướng có sắc và không có sắc đều rất phức tạp, nhưng đều biết được, đạo nghiệp như vậy hãy nên tu hành. Bụi mười phương cõi nước, một bụi là một Phật, đều biết được số đó, nghiệp như vậy nên làm. Hết thảy hạt bụi trong mười phương thế giới, trong mỗi hạt bụi có một vị Phật đang ngồi trong đó truyền đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, để hoàn toàn biết được có bao nhiêu vị Phật, đạo nghiệp như vậy hãy nên tu hành.